Thay mặt trường tiểu học An Phú Tây 2, thân chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến. Hôm nay, môn tập làm văn chúng ta sẽ học bài Đáp lời đồng ý, tả ngắn về biển. Nào, chúng ta cùng vào phần bài tập nhé. Chúng ta vào bài tập số 1. Nối lời đáp lại của em trong các trường hợp sau. Câu A, em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy, bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói, cháu vào đi. Câu B, em mời cô y tá ở gần nhà tới tiêm thuốc cho mẹ, cô y tá nhận lời, cô sẽ sang ngay. Câu C, em mời bạn đến chơi nhà, bạn nhận lời, ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã. Thì bây giờ các em suy nghĩ xem trong từng trường hợp chúng ta sẽ đáp lại lời đồng ý như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta có khoảng 1 phút để suy nghĩ và thực hiện công việc này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu một. Câu A, em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy, bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói, cháu vào đi. Thì bây giờ đây là những câu gợi ý mà chúng ta có thể đáp lại nè. Chúng ta có thể nói, dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Hoặc cháu cảm ơn bác, lấy xong cháu sẽ ra ngay. Hoặc cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Trường hợp tiếp theo, em mời cô y tá ở gần nhà tới tiêm thuốc cho mẹ. Cô y tá nhận lời, cô sẽ sang ngay. Chúng ta có thể nói như thế này, chúng ta có thể nói, dạ, cháu cảm ơn cô đã nhận lời. Hoặc, dạ, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Sang câu C, em mời bạn đến chơi nhà, bạn nhận lời, ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã. Chúng ta có thể đáp lại lời của bạn như sau, bạn xin phép mẹ rồi đi với tớ nhé. Hoặc, vâng, mình sẽ đợi cậu nhé. Thì các em thấy trong cuộc sống, nhất là trong giao tiếp, khi mình đề nghị hoặc yêu cầu người khác làm một việc gì đó mà người khác nhận lời, và khi được nhận lời thì đương nhiên là mình sẽ rất vui và mình sẽ đáp lại những cái lời đó bằng một thái độ thật là lịch sự, nhã nhặn và chân thành nha các em. Thì cô mong là qua cái bài học ngày hôm nay thì các em sẽ vận dụng được kiến thức này để có những cái ứng xử thật đẹp trong cuộc sống nha. Bây giờ chúng ta qua bài tập tiếp theo. Chúng ta vào bài tập số 2, viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 trong tiết tập làm văn tuần trước. Câu A, tranh vẽ cảnh gì? Câu B, sóng biển như thế nào? Câu C, trên mặt biển có những gì? Câu D, trên bầu trời có những gì? Thì chúng ta thấy ở bài tập tuần trước, chúng ta cũng đã trả lời những câu hỏi này trong tiết tập làm văn. Nhưng hôm nay chúng ta cũng sẽ trả lời những câu hỏi này, nhưng chúng ta sẽ viết ra giấy hoặc là viết vào vở nha, để miêu tả lại cảnh biển dựa vào những cái gợi ý này nha. Bây giờ thì các em cùng suy nghĩ cho cô trong khoảng 2 phút, sau đó chúng ta sẽ đi vào bài văn nha. Rồi, thì các em thấy đây là đoạn văn mẫu mà tác giả dựa vào những câu hỏi gợi ý phía trên, tác giả đã trả lời và miêu tả lại cảnh biển buổi sáng. Các em cùng chú ý nha. Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng khi ông mặt trời vừa nhô lên, từng đợt sóng nhấp nhô, nối đuôi nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Trên mặt biển có những chiếc thuyền căng buồm đi đánh cá.
Trên bầu trời có những đám mây trôi bồng bềnh và những chú chim hải âu đang bay về phía chân trời. Thì các em cũng dựa vào hình ảnh của biển ở đây và với những cái từ ngữ của chúng ta sẽ trả lời lại những cái câu hỏi phía trên nha. Các em hãy viết vào giấy và sau đó các em gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm để cô giáo chủ nhiệm sẽ sửa bài cho chúng ta nha. Thì qua bài tập vừa rồi chúng ta cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay. Cô mong là các em ở nhà nhớ ôn bài, viết bài đầy đủ và luôn giữ gìn sức khỏe nha. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Thân chào các em.